Đại ca ơi, dậy đi đại ca ơi. Su anh ơi, đại ca bị làm sao anh? Tao không biết được, tao sợ quá. Đáng ơi, thế nó bị liệt như thế nào? Nó bị liệt như thế này. Cái đầu nó như thế này. Dạ vâng. Ngon quá nhở? Ngon quá. Anh Khoai ơi, hôm nay sao đại ca dậy muộn thế nhở? Hôm nào em cũng thấy đại ca dậy sớm lắm mà. Ừ nhở, chắc là hôm qua đại ca luyện võ công mệt quá thôi. Mình ăn hết một gói bim bim rồi mà đại ca vẫn chưa dậy. Hay là đại ca bị làm sao rồi? Cái mồm mày toàn mở mồm ra là nói câu thối rồi, để tao gọi đại ca dậy. Đại ca ơi, dậy đi đại ca ơi. Su anh ơi, đại ca bị làm sao anh? Tao không biết được, tao sợ quá. Đáng ơi, đại ca bị làm sao? Đại ca đừng làm em sợ thấy chứ. Thôi tao sợ quá, mày ở đấy nói chuyện với đại ca nhá, tao chạy đây. Đợi em với. What? Anh Khoai ơi, mình chạy thế này có phải không? Lúc đại ca còn khỏe thì mình đi theo đại ca, còn lúc đại ca ốm về thì mình không giúp đại ca còn ai giúp được nữa. Ừ, cũng đúng. Mà nãy đại ca nói gì với mày đấy? À, nãy đại ca bảo là ai a y yệt ôi. Là gì, Su huynh biết không? Ai a y yệt ôi. Là gì nhỉ? Tao không biết được. À, em biết rồi. Chắc là đại ca bảo là đại ca bị liệt rồi. Ừ, đúng rồi. Thế là đại ca bị liệt à? Hay là bây giờ mình đi về cứu đại ca đi? Ừ. Đi. Vâng, bọn em đến rồi ạ. Vậy em là đệ tử của đại ca và em phải cứu đại ca chứ. Thế đại ca bị liệt thật à? Ừ, được rồi. Vậy em là kiểu gì để cứu đại ca đây, đại ca ơi? Sẵn ơi, đại ca bảo là đại ca không biết được. Đăng nhiên đăng lạnh, tự nhiên bị liệt. À, em biết rồi. Đại ca, chịu khó nha. Sẵn ơi, dừng lại đi, mày không thấy đại ca đang kêu đâu à? Sẵn ơi, dừng lại đi. Bỏ ra, để em cứu đại ca. Mày không thấy đại ca đang kêu đâu à? Bỏ ra. Sao anh lại để em? Anh không muốn đại ca khỏi liệt à? Tao cũng muốn nhưng mà mày làm đại ca đau, tao thương đại ca lắm. Thế phải làm thế nào mới cứu được đại ca? Hay là mày đi gọi thầy Hưởng về đi, thầy đấy giỏi về liệt lắm. Ừ, thế để em đi nhá. Đại ca đói à? Đại ca muốn ăn bim bim à? Đúng rồi, đúng rồi. Thế đợi em tí nha. Đây, đại ca ăn đi. Đại ca không ăn được à? Không ăn được. Để em làm nhỏ nhỏ cho đại ca ăn nha. Chúng mày bị liệt à? Cơ hội đây rồi, cơ hội đây rồi. Chúng mày đợi đấy. Đại ca ơi, đại ca ơi. Có tin vui rồi, có tin vui rồi. Cái gì cơ? Tin vui gì? Kể cho chị xem nào. Đại ca, thằng Khoai Giàn nó bị liệt nặng rồi. Chị lên kế hoạch để chiếm địa bàn của nó đi. Cái gì? Mày nói thật hay nói đùa đấy? Em nói thật mà, em nói thật. Thế nó bị liệt như thế nào? Nó bị liệt như thế này.
Tưởng chúng mày thế nào? Hóa ra cũng có ngày chúng mày bị liệt à? Tao sẽ cho chúng mày nếm mùi thanh kiếm của tao. Nhanh lên chị ơi, con ở đây, chờ đợi gì nữa? Đúng là em trai của ta, không bao giờ làm ta thất vọng. Đi. Chị cũng chưa làm cho em thất vọng. Đâu đâu? Đây ạ. Ờ, đây ạ. Chào đại ca nhá. Ờ, thằng này liệt nặng thế cơ. Đại ca, chúng mày liệt lâu chưa? Mới liệt ạ. Ui, cái này nguy hiểm, nó đấy phải chữa ngay lập tức. Không là để đến ngày mai là thằng này nó liệt, liệt không biết khỏi luôn. Liệt hết luôn đấy. Thế sao? Ờ, cháu bị liệt chỗ nào? Liệt đầu. Ờ, liệt đầu, nó sắp nói được rồi. Thằng này nó gọi là liệt nhẹ thôi. Để tôi chữa nó nhá. Cả tay cũng bị một tia. Ờ, tay nó cũng bị liệt này. Thế rồi xem tay chưa? Ồ, liệt thế này thì bây giờ chữa tay trước nhá. Đấy. Đấy, được, khỏi tay nhá. Quay tay nào. Quay. Múa dẻo. Múa dẻo lên, cao lên cho nó khỏe. Đấy, đúng rồi. Như này. Ấy, ấy, ấy. Con nó kia kìa. Đi. Đại ca ơi, con nó đến chiếm địa bàn của mày mình kìa. Ờ, chúng mày làm gì đây? Tôi chỉ là người đến đây chữa bệnh cho thằng đại ca này thôi nhá. Đừng đánh tôi nhá. Bác ơi, bác ơi, bác chữa cho đại ca cháu nhanh lên. Con cháu không đánh nổi bọn nó đâu. Ờ. Chúng mày muốn gì? Chúng mày lên đi, lên đi. Đại ca bảo là chúng mình lên đi. Lên đi. Chúng mày định làm gì? Đại ca của chúng mày đã bị liệt rồi. Tầm cơ như chúng mày á, tao chấp cả trăm thằng. Biết điều ấy, tao đếm từ 1 đến 10. Chúng mày mà không ra khỏi đây á, tao dùng thanh kiếm này săn phẳng cả địa bàn này. Nghe đây này. 1 2. Đại ca ơi, phải làm nào bây giờ? Ông ngoại ư yên đi. Đại ca, chúng mày bảo là chúng mày cứ chiến đi. Dạ vâng. Chúng mày, tao chỉ sợ đại ca của chúng mày thôi. Còn chúng mày á, phải tu luyện 10 năm nữa mới đánh được tao. Ôi, khỏi đại ca ơi. Chúng mày khỏi rồi. Mày đi cứu đệ tử của mày đi. Tao nói cho chúng mày biết nha, từ trước đến giờ tao chưa bao giờ bị liệt. Chẳng qua là hôm qua tao luyện võ công cao quá nên là cái mồm tao bị liệt một tí thôi. Bây giờ chúng mày muốn thế nào? Chị ơi, đại ca nó khỏi rồi. Bây giờ mày có đánh được không? Đại ca nó khỏi rồi, đánh làm gì nữa, chạy đi. 1 2 3 chạy. Đợi em với. Đứng lại. Khoai sắn, dừng lại đi. Chỉ có trẻ con nó mới đuổi như thế thôi. Người lớn ấy phải đứng như đại ca đây này. Đứng nó đã sợ rồi. What? Dạ vâng. Đại ca khỏi liệt rồi, dê. Đại ca khỏi liệt rồi, dê. Đại ca khỏi liệt rồi, dê.